Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Lay lên clip giới thiệu cho bạn một dòng camera không dây siêu nhỏ ngụy trang thắt lưng. Thì đây, trên tay mình đang là một chiếc vỏ hộp của chiếc camera ngụy trang thắt lưng này. Chiếc camera ngụy trang thắt lưng nhà mình đang là một sản phẩm camera siêu nhỏ kín đáo nhất năm 2023. Đấy, thì đây mình sẽ mở cái thắt lưng này ra nhá. Đấy, thì trên tay mình đây là vẫn là một chiếc thắt lưng bình thường với chất liệu là da cá sấu, cực kỳ đẹp luôn. Da sẽ là da cá sấu nhá. Cái vỏ hộp nó nhìn cũng rất là đẹp luôn. Hàng làng chuẩn nhá các nhá. Nên là hộp cũng rất là đẹp. Đó, mặt của nó đây. Mặt cá sấu luôn nhá. Đấy, hình con cá sấu luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Ngoài ra thì mình cũng đã độ thêm cho nó một mắt camera siêu nhỏ này. Mắt camera thì mình sẽ độ ở vị trí này. Rất nhỏ luôn nhá, cực kỳ nhỏ đó. Và nhỏ như này ấy, nhưng mà nó với chất lượng ảnh của nó sẽ là full 4K nhá. Góc quay là 150 độ siêu rộng. Hình thu âm hình tiếng này, kết nối từ xa này, ghi hình chuyển động này, ghi hình ở bộ nhớ này. Đấy. Và thắt lưng này thì mình cũng đặt cỡ cho bạn là hơi rộng một xíu. Đấy. Khi mà mình đặt mắt ở đây thì hơi rộng một xíu. Còn bạn mà sử dụng mà muốn nó vừa ấy, thì bạn có thể là cắt cái phần bên trên này đi. Cắt bên trên này đi, đến khi nào vừa thì bạn sẽ gắn lại là được. Đấy, rất ok nhá. Và chiếc camera của mình ấy thì nó sẽ có phần main ở bên trong này này. Bên trong này nó sẽ bao gồm nút công tắc tắt bật này. Đấy. Dưới của nó sẽ là phần chân sạc, sườn sẽ là một khay cắm thẻ nhớ. Thì khi mà các bạn mua hàng bên mình ấy và đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Bây mình sẽ bóc này ra luôn. Đấy. Đó này, mình sẽ gắn vào luôn cho các bạn nhá. Gắn để đặt úp vào, để thẳng vào trong. Như là xong nhá. Đấy. Chiếc camera mình thì khách hàng ấy có thể sử dụng để có thể là lưu trữ lại bằng chứng này. Đấy, để có thể là giám sát được nhà cửa này hoặc là giờ mang ngoài đi quay. Ra ngoài đi quay thì các bạn có thể quay được mọi thứ luôn. Cái tính năng của nó là hình ảnh 4K này, kết nối từ xa qua 4G này, ghi hình chuyển động này, ghi hình ở bộ nhớ này. Thế là khi mà các tính năng đấy các bạn sử dụng ấy thì phù hợp tất cả với các nhu cầu nhá. Đấy. Kể cả bạn không kết nối từ xa nhá, các bạn chỉ bật camera thôi. Nó sẽ tự động quay và lưu trữ lại trong thẻ nhớ. Đấy. Còn nếu bạn kết nối từ xa thì bạn có thể xem tính năng xem trực tiếp từ xa luôn. Đấy. Và khi mà nó quay lưu lại nhá thì âm thanh hình tiếng đầy đủ các bạn nhá. Âm thanh tiếng đầy đủ. Đấy. Đó. Thì bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera ngụy trang thắt lưng này của nhà mình ấy thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho bạn. Và bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng cũng như là vào test sản phẩm cho bạn nhé. Đầu tiên thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang thắt lưng ở nhà mình nhá, các bạn cần tải cho mình ứng dụng này sẽ tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn nào sử dụng iPhone thì các bạn vào ứng dụng App Store. Các bạn nào mà chạy đoàn Android như là Samsung, Vivo, Oppo, Sony, các bạn sẽ vào cửa hàng sẽ play cả mình nhá. Mình dùng iPhone thì mình sẽ vào App Store này. Và bây giờ mình sẽ tải ứng dụng Lookcam. Ứng dụng Lookcam này sẽ có tên là LOO này. KCM này. Đấy. Các tải về cho mình. Đó, các bạn lưu ý cho mình nhá là tên ứng dụng sẽ là Lookcam này. Đấy, Lookcam nhá. Biểu tượng sẽ là biểu tượng màu xanh nước biển tải về cho mình. Khi tải về xong thì các bạn chưa vội mở lên, các bạn sẽ thoát ra cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ bật cho mình camera lên. Và bật camera lên thì đây sẽ là lúc công tắc bật nhá. Đấy, các bạn bật lên cho mình. Đấy. Đây mình sẽ bỏ hộp ra nhá. Khi mà các bạn bật camera lên nhá thì lập tức camera này nó sẽ hoạt động. Và từ bây giờ nó sẽ tự quay tự lưu rồi. Đấy. Để kết nối với nó ấy, thì các bạn cần vào phần cài đặt của điện thoại này. Cài đặt này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi. Khi mà các bạn vào phần cài đặt Wi-Fi nhá, lập tức nó sẽ hiện ra một cái Wi-Fi có chữ G, một vài số, vài chữ và không mật khẩu thì các bạn sẽ ấn kết nối cho mình. Các bạn lưu ý cho mình, đó chính là Wi-Fi có chữ G thì chắc chắn nó là tín hiệu của chiếc camera ngụy trang thắt lưng của mình nó phát ra nhá. Khi mà các bạn đã kết nối xong nhá, tiếp theo các bạn cần làm đó chính là thoát ra và các bạn sẽ truy cập ứng dụng Lookcam mà đầu video mình đã dẫn tải về nhá.
Đấy, nó hiện ra các ông chú này nó ok này. Ấn cho phép khi dụng dụng này. Cho phép thông báo này. Và có chữ này thì bạn ấn ken. Để kết nối trực tiếp vào camera, ấn chữ đi vào online này, ấn mục ken này. Đấy. Đó thì đây các bạn nhá. Đây sẽ là phần chất lượng ảnh của sản phẩm nhá. Đấy, chất lượng của chiếc camera này. Đấy, camera này chất lượng ảnh khỏi bàn luôn. Đấy, bỏ đây ra ngoài. Đây chưa? Chuẩn chưa? Đấy, hình ảnh con này siêu sắc nét luôn nhá. Thấy không? Đấy, hình ảnh full 4K lên hình ảnh rất là sắc nét nhá. Đấy, cực kỳ là sáng, cực kỳ là ok luôn. Nét chưa? Đó thì đó sẽ là phần hình ảnh. Và đặc biệt hình ảnh này các bạn để zoom lên, zoom xuống này. Đấy, zoom này, zoom để xem rõ hơn đấy các bạn nhá. Đấy, zoom để xem rõ hơn luôn này. Siêu nét luôn. Góc quay 120 độ thì là siêu rộng các bạn nhá. Siêu siêu rộng luôn. Đấy, ok chưa? Đấy. Cực kỳ mượt nhá, đưa nó quay đấy cực kỳ mượt luôn. Cái này thì bạn có thể mang ra ngoài trời quay là rất là hợp lý luôn nhá. Cực kỳ hợp lý luôn. Đấy. Đó. Thì đó sẽ là phần hình ảnh của sản phẩm. Đó. Với hình ảnh này chưa là hình ảnh cao nhất. Các bạn muốn cài đặt hình ảnh cao hơn đấy, vừa ấn góc trên tay phải này. Cho hình ảnh 4K. Đó. Khi mà bạn cài hình ảnh 4K nhá, hình ảnh nó được cải tiến lên rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều luôn. Rất sắc nét luôn các bạn nhá. Siêu sắc nét nhá. Và đây là cái gian hàng của mình. Đấy, gian hàng của mình đây. Ok chưa? Đó, thì đó sẽ là phần hình ảnh của sản phẩm. Tiếp theo đến phần âm thanh này. Thì khi mà bạn muốn nghe âm thanh nhá, các bạn bật cho mình loa lên. Và muốn nghe âm thanh nó to rõ ràng ấy thì có thể tăng lượng điện thoại lên nhá. Tăng lên này. Alo. Alo. Điện tử video. Nghe thấy không? Âm thanh thì khẳng định các bạn luôn là rất to rõ ràng. Đây là mình đang để hai thiết bị nó ngay nhau và mình đặt loa ngoài này. Nên là có tiếng xung đột âm thanh nhá. Khi mà các bạn xem từ xa cũng như là khi xem lại thì cái tiếng xung đột không có nhá. Trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách xem lại luôn, cũng như là test sản phẩm khi xem lại cho các bạn luôn. Thì đa phần là các bạn sử dụng dòng camera thắt lưng nhà mình ấy, mang ra ngoài quay để là vừa làm bài báo này, hoặc là các anh công an thì có thể đi làm nhiệm vụ chuyên đề chuyên án ấy, hoặc là các anh lái xe có thể ghi lại những cái bằng chứng chứng cứ cần thiết để hỗ trợ mình. Đấy. Hoặc là các sếp đi ngoài có thể là lưu trữ lại các cái bằng chứng hoặc là các cái cuộc hội thoại, các cuộc đàm phán là ok hết nhá. Đó, rồi. Thì đó sẽ là phần âm thanh nhá. Và trong đây của mình thì sẽ có phần là chỉnh độ tương phản, độ sáng tối này. Đấy. Chỉnh chiều quay, góc quay là đầy đủ nhá. Cái này thì mình đã cài sẵn cho các bạn rồi nên là các bạn sẽ không cần cài nữa. Đấy. Ok, đó thì đó sẽ là phần hình ảnh và phần âm thanh sản phẩm. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn đó chính là tính năng kết nối từ xa. Thì khi mà các bạn muốn kết nối từ xa qua 4G nhá, các bạn đặt cho mình hai điều kiện. Một là xung quanh camera của bạn phải có wifi. Hai là chiếc smartphone của bạn phải có mạng di động 3-4G. Sau khi đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn sẽ ấn cho mình phần bánh răng đặt này. Chọn mình mục device setting. Chọn mục wifi setting. Khi mà các bạn chọn mục wifi setting này nhá, nó sẽ hiện ra là wifi xung quanh camera của bạn. Bạn sẽ tìm cái wifi nào căng nhất và biết mật khẩu thì bạn ấn vào cho mình. Tiếp theo thì bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu wifi vào. Khi mà bạn nhập xong mật khẩu wifi nhá, các bạn nói ok, tức là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Đấy. Và khi mà bạn kết nối từ xa nhá thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách. Dù bạn có cách camera của bạn hàng nghìn, hàng vạn đến hàng triệu cái số, các bạn đều xem được như giám sát trực tiếp từ xa luôn nhá. Xem từ xa không giới hạn luôn. Đấy. Và khi mà bạn ấn kết nối từ xa nhá thì cái tín hiệu wifi của camera nó phát ra ấy, thì nó sẽ ẩn đi. Đấy. Tín hiệu wifi nó sẽ ẩn đi nhá. Khi nó đã ẩn đi rồi thì không còn bất kỳ ai có thể là phát hiện cũng như có thể là kết nối vào thiết bị của bạn khi mà các bạn không chia sẻ nó nhá. Đấy. Đó, nói ra là kết nối từ xa này. Tiếp nữa sẽ là phần quan trọng nhất, đó chính là phần xem lại. Đấy. Thì khi mà các bạn đã bật camera lên rồi nhá, nó sẽ tự động quay và lưu trữ lại trong thẻ nhớ. Để xem lại ấy thì các bạn có hai phương pháp để xem lại nhá. Một là các bạn có thể tháo thẻ nhớ này ra này, lắp vào máy tính để xem lại. Và phương pháp thứ hai ấy, các bạn xem lại trực tiếp trên điện thoại. Để xem lại trực tiếp trên điện thoại, các bạn sẽ ấn cho mình phần cầu Live SD này. Chọn cho mình một mục SD file nhé.
chọn được bình mục SD file nhá. Đấy. Khi mà chọn mục SD file thì nó hiện ra các file. Để xem lại các bạn chỉ cần ấn vào cái file đấy nhá. Ấn cái file có biểu tượng màu xanh này. Đấy. Và ấn play xem lại. Khi mà các bạn vào cái wifi nhá, lập tức nó sẽ hiện ra một cái wifi có chữ G, một vài số và chữ vào không cần khẩu thì bạn ấn cái lỗ cho bạn nghe thấy không? Đó thì đây sẽ là phần âm thanh hình ảnh của nó nhá. Rất là rõ ràng, âm thanh là siêu to luôn mọi người nhá. Ok chưa? Đó thì đó sẽ là phần xem lại nhá. Đấy các bạn thấy không? Xem lại thì âm thanh rất là trong, rất là chuẩn giọng và đặc biệt là nó không bị rè rè. Đấy, âm thanh mình là hàng tốt nên là thu âm thanh hình tiếng rất là đầy đủ. Hình tiếng thì sắc nét rồi. Đấy. Đó thì đó sẽ là phần giới thiệu sản phẩm cũng như là phần test sản phẩm thực tế tại điện tử XO. Đấy, bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera không dây siêu nhỏ ngụy trang thắt lưng của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bạn được bóc hàng ra, test hàng, thử hàng, ok đúng như video quảng cáo này thì các bạn thanh toán, còn không bạn phải hoàn hàng trả hàng cho bên mình mà không mất một phí nào cả. Đấy. Ok thì bây giờ xin chào lại các bạn ở những video clip tiếp theo.